Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự đặc biệt trên kênh Tin Nóng 24 giờ. Kính chúc quý vị có những thông tin cần thiết khi trải nghiệm trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn điểm qua những tin nóng dưới đây. Cụ bà bị chó pitbull cắn tử vong. Chủ tịch Hà Nội truy lãnh đạo Sở về cấp phiếu lý lịch tư pháp. Giám sát phương án giảm bụi tại sân bay Long Thành. Việt Nam phản đối Trung Quốc mở nhà hàng ở Hoàng Sa. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cụ bà bị chó pitbull cắn tử vong. Đang ngồi trong nhà, cụ bà 82 tuổi bất ngờ bị chó pitbull của gia đình lao vào cắn tử vong. Quý vị thân mến, Thượng tá Đàm Bảo Quân, trưởng công an thành phố Dĩ An, Bình Dương thông tin, trên địa bàn phường Bình Thắng xảy ra vụ chó pitbull cắn người khiến một nạn nhân tử vong. Theo Thượng tá Quân, sự việc xảy ra tại một căn nhà thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Con gái cụ Đặng Thị Vân, 82 tuổi, ở phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, sau khi ăn cơm mở lồng sắt đưa chó pitbull nặng chừng 30 cân đi dạo trước hiên nhà. Lúc này, cụ Vân ngồi trong nhà cách đó hơn chục mét nói lớn, tiếng vọng ra ngoài, bị con chó lao vào cắn vùng mặt. Người thân chạy vào can thiệp, kéo con chó ra nhưng không kịp. Nạn nhân tử vong sau đó chừng 2 phút. Công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra. Ngoài chó pitbull, gia đình còn nuôi thêm một con chó béc dê. Pitbull là giống chó nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi phổ biến ở Việt Nam, đặc tính rất hung dữ, đứng đầu trong bảng xếp hạng giống chó nguy hiểm. Thời gian qua, ở Bình Phước, Thanh Hóa, Thái Nguyên liên tiếp xảy ra vụ chó pitbull cắn người tử vong. Luật sư nói gì? Trao đổi với phóng viên, luật sư Trương Văn Tuấn, văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn cho biết, chó pitbull là giống chó thuộc loại đặc biệt nguy hiểm, khó thuần bởi bản tính hung dữ, hiếu chiến, gan lì, nên khi thiếu kiểm soát hành vi, pitbull sẽ tiêu diệt mục tiêu bằng được, cho dù đó là chủ nuôi hay bất cứ ai. Về trách nhiệm dân sự thì theo Bộ luật dân sự 2015, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong khi đó, về trách nhiệm hình sự, nếu chủ nuôi dẫn chó ra nơi công cộng, không thực hiện các quy định về đeo giỏ mõm, xích khóa, dẫn đến chó cắn người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm tù. Luật sư Trương Văn Tuấn cho rằng, trong vụ cụ bà bị chó pitbull của con gái cắn ở Bình Dương, pháp luật không loại trừ nên nguyên tắc vẫn có thể xử lý. Nhưng trong trường hợp này, mẹ con ruột mà khởi tố thì có phần lấn cấn. Chủ tịch Hà Nội truy lãnh đạo Sở về cấp phiếu lý lịch tư pháp. Kính thưa quý vị, ông Trần Sĩ Thanh yêu cầu lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo rõ chuyện tổ chức doanh nghiệp bắt người dân lao động 6 tháng phải xin phiếu lý lịch tư pháp một lần. Liên quan kiến nghị của công nhân về cắt giảm thủ tục hành chính tư pháp tại buổi đối thoại chiều ngày 18 tháng 5, Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã yêu cầu lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội nói rõ về tình trạng người dân xếp hàng lao động ngược xuôi xin xác nhận lý lịch tư pháp lẫn hướng giải quyết dứt điểm. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho hay, từ tháng 4, số lượng người dân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn gia tăng đột biến. Nguyên nhân là học sinh làm hồ sơ đi học, sinh viên ra trường đi làm, nhiều doanh nghiệp sau dịch khởi động lại tuyển dụng lao động. Sở Tư pháp nhận thấy một số tổ chức doanh nghiệp lạm dụng việc sửa đổi cấp phiếu lý lịch tư pháp để có những đòi hỏi vô lý với người dân. Cụ thể, luật không quy định thời hạn giá trị của phiếu lý lịch tư pháp. Song qua kiểm tra mục đích xin xác nhận, cơ quan này phát hiện nhiều cán bộ lao động dù đang làm việc tại doanh nghiệp nhưng sau 6 tháng vẫn bị yêu cầu cập nhật lại phiếu. Đây là một trong những lý do dẫn đến tình trạng quá tải. Đánh giá, đây là việc lạm dụng thủ tục gây phiền hà. Sở Tư pháp Hà Nội đã kiến nghị Bộ Tư pháp xin ý kiến cấp có thẩm quyền sửa quy định theo hướng nêu rõ mục đích cấp phiếu lý lịch tư pháp để không gây khó khăn cho người dân. Sau hai lượt đối đáp liên tục hơn 10 phút, ông Thanh truy hỏi lãnh đạo Sở Tư pháp việc làm trên của các tổ chức doanh nghiệp đã đúng luật hay không, nếu không thì có biện pháp gì chấn chỉnh. Chủ tịch thành phố Hà Nội nói, tổ chức doanh nghiệp nào đẻ thêm thủ tục yêu cầu lao động 6 tháng phải đi xin phiếu lý lịch tư pháp một lần là hành dân. Lấy cớ gì mà yêu cầu 6 tháng xin một lần, ai cho làm như thế? Như vậy là lạm dụng một cách vô cớ, tốn kém thời gian lẫn tiền bạc.
200.000 đồng một tờ phiếu chưa có ít đâu, trong khi lương người lao động vốn đã không cao. Ông Thanh gay gắt nói, yêu cầu lãnh đạo Sở Tư pháp rà soát từng trường hợp, làm việc với doanh nghiệp, tổ chức và báo cáo lại thành phố để chấn chỉnh. Đáp lại, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nói sẽ có văn bản yêu cầu các tổ chức, cơ quan sử dụng phiếu lý lịch tư pháp đúng mục đích, hạn chế xin không cần thiết, tránh lạm dụng. Hiện, thành phố cấp phiếu lý lịch tư pháp qua 3 hình thức trực tiếp, đường bưu điện và cổng dịch vụ công quốc gia lẫn thành phố. Song thực tế, phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp của thành phố Hà Nội đang thử nghiệm nên người dân có nhu cầu thực hiện rất khó. Bà Hương ví dụ, nếu ở bộ phận một cửa, hai cán bộ tiếp nhận được 30 hồ sơ trực tiếp thì qua phần mềm chỉ được một hồ sơ. Sau 2 ngày thử nghiệm, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nâng cấp sửa chữa để tạo thuận lợi cho công dân. Hồi tháng 4, lượng người tới Sở Tư pháp Hà Nội xác minh lý lịch tư pháp tăng đột biến. Có thời điểm quá tải, người dân xếp hàng dài vài chục mét hoặc đợi từ 4 giờ sáng. Nhiều lao động cho hay phải đi đến lần thứ 4 với mục đích xin việc. Nhiều tổ chức, đơn vị làm nghề dịch vụ như du lịch, vận tải 6 tháng lại cập nhật lý lịch tư pháp của người lao động để tăng độ tin cậy và an toàn cho khách hàng. Với cơ quan nhà nước, trường hợp bổ nhiệm xin chuyển công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác cũng đòi hỏi phải có lý lịch tư pháp. Những người làm việc cho nước ngoài cũng cần xác minh. Giám sát phương án giảm bụi tại sân bay Long Thành. Kính thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai sẽ giám sát các phương án giảm bụi tại sân bay Long Thành với tần suất 2 tuần trên một lần. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV về việc giám sát thực hiện phương án giảm bụi tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Cụ thể, trên cơ sở phương án giảm thiểu ô nhiễm của ACV, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai sẽ chủ trì. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành cùng các đơn vị liên quan cùng giám sát việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 với tần suất 2 tuần trên một lần. Trước đó, ACV đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai báo cáo phương án giảm ô nhiễm bụi của dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Sau khi bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường, ACV đã triển khai hệ thống đường công vụ theo thiết kế đã được duyệt, xây dựng các hồ lắng, mương thoát nước tại khu vực 722 ha và các hồ điều tiết theo hồ sơ được duyệt, thành lập đội xe tưới nước chuyên biệt tại công trường. Để giảm cường độ thi công vào thời điểm khô bụi mạnh, từ 10 giờ đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ hàng ngày, thì xe vận chuyển đất phải chạy đúng tuyến đường quy định đã được tưới nước, tốc độ lưu thông không vượt quá quy định. Sau đó, ACV sẽ cho trồng cỏ khi hoàn thiện xong đắp bãi trữ khu vực 722 ha nhằm khôi phục lớp thực vật, hạn chế tình trạng gió thổi bụi đất trở lại không khí. Đối với những khu vực đã san lấp, khu vực lưu giữ bãi đất thừa, các đường vận chuyển, khu vực thi công, ACV thực hiện nhiều giải pháp giảm bụi như tăng cường tưới nước, dừng thi công vào các giờ cao điểm, khô nóng, gió mạnh, lu lèn, đầm chặt, trồng cỏ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.